sở hữu hơn 130.000 tỷ và tỷ phú giàu bậc nhất Trung Quốc, chia cho Đường Tăng bao nhiêu? Là một trong ba tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc, bà Trần Lệ Hoa, vợ Đường Tăng, Trì Trọng Thụy, sở hữu khối tài sản lên đến 5,8 tỷ USD, khoảng hơn 130.000 tỷ đồng. Chuyện tình 29 năm khiến cho nhiều người rơi lệ của Đường Tăng và vợ tỷ phú. Nhiều năm qua, mối tình giữa Đường Tăng, Trì Trọng Thụy và người vợ tỷ phú hơn ông đến 11 tuổi vẫn luôn là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ. Kết hôn vào năm 1990, suốt 29 năm gắn bó, tình cảm giữa họ vẫn luôn thấm thiết mặn nồng, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị và biết bao lời đàm tiếu. Đằng sau cuộc hôn nhân hạnh phúc đó là sự thông minh của người đàn bà thành công trên thương trường. Bà Trần Lệ Hoa dường như đã dùng trí tuệ của mình, thậm chí dùng đến những kế sách để xây dựng gia đình. Ít người biết thở mới cưới, bà Trần Lệ Hoa từng trăn trở rất nhiều khi Trì Trọng Thụy phải đối mặt với nhiều lời bàn tán dị nghị khi lấy vợ già hơn tuổi. Vì muốn giúp chồng, bà đã tương kế tự kế để mọi người phải có cách nhìn khác về ông. Lần nọ bà tổ chức một bữa tiệc tại nhà, mời rất nhiều bạn bè của bà đến dự. Khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, một người bạn của Trần Lệ Hoa bất ngờ đề nghị mọi người im lặng. Tôi tìm thấy một bức thư trong phòng đọc sách. Trong thời khắc vui vẻ này, tôi muốn chia sẻ bức thư này với tất cả mọi người. Cho dù có đắc tội với Lệ Hoa thì tôi cũng mặc kệ, người bạn này nói. Vậy là bức thư Trần Lệ Hoa viết gửi Trì Trọng Thụy đã được tiết lộ với mọi người. Trong thư, Lệ Hoa đã dùng những lời chân thành tha thiết nhất để bày tỏ sự ái mộ cũng như tình cảm của mình dành cho chồng, khiến cho các khứa phải rơi lệ. Người duy nhất không hiểu gì là Trì Trọng Thụy, vậy ông không biết Lệ Hoa đã viết cho mình bức thư mùi mẫn như vậy từ bao giờ. Sau khi các khứa ra về, Trì Trọng Thụy mới xúc động nói với Trần Lệ Hoa: thực ra mình không cần phải làm vậy, chỉ cần chúng ta thực lòng yêu thương nhau thì người khác có nói sao cũng không quan trọng, chúng ta cũng không cần phải giải thích với họ. Nghe Trì Trọng Thụy nói vậy, Trần Lệ Hoa hạnh phúc tựa đầu vào lòng ông, khẽ cười. Đó chẳng phải là kế thi tốt giữ xe đó sao? Lúc này Trì Trọng Thụy mới hiểu thì ra đây chính là màn kịch do vợ ông tự biên tự diễn. Biết vợ hết lòng suy nghĩ cho mình nên trong cuộc sống hôn nhân, Trì Trọng Thụy cũng rất tình cảm và tâm lý. Ông biết rõ thói quen ăn uống của bà, biết bà thích ăn gì, ăn như thế nào. Khi bà Trần Lệ Hoa tuổi cao, mắt kém, mỗi khi vợ quan sát các món đồ, ông thường đứng phía sau và âm thầm đưa kính chăm sóc cho bà. Trì Trọng Thụy cũng rất yêu thương các con của vợ. Qua chia sẻ của bà Trần Lệ Hoa, gia đình bà cũng như bao gia đình bình thường khác, mỗi ngày sau giờ làm, cha mẹ con cái lại cùng nhau ngồi quây quần ăn cơm tối và trò chuyện, không hề có khoảng cách giữa Trì Trọng Thụy và các con riêng của vợ. Không chỉ chăm sóc bà Trần từng ly từng tí, Trì Trọng Thụy còn hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của vợ. Sau khi kết hôn, ông lặng lẽ rút khỏi làng giải trí để chuyên tâm hỗ trợ bà. Đường Tăng sẵn sàng cùng vợ xuất hiện trong nhiều sự kiện, chấp nhận mọi tai tiếng. Ông còn đề nghị được giúp bà trong các hoạt động kinh doanh, góp một phần công sức chung với vợ. Nhờ sự hỗ trợ của ông xã, công việc kinh doanh của bà Trần Lệ Hoa ngày càng thành công rực rỡ. Sở hữu tài sản khổng lồ, bà Trần Lệ Hoa để cho chồng bao nhiêu? Bà Trần Lệ Hoa hiện đang là một trong ba tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc, với tài sản ròng lên tới 5,8 tỷ USD. Theo định giá của Forbes năm 2018, giới truyền thông gọi bà là nữ vương bất động sản. Ngồi dự vị trí chủ tịch tập đoàn Phú Hoa, vợ Đường Tăng còn là chủ của 12 tòa biệt thự cao cấp tại Mỹ, nắm giữ câu lạc bộ Đế Vương Trường An, hệ thống chung cư Lợi Uyển ngay ở khu vực gần quảng trường Thiên An Môn, xây dựng tuyến đường vàng ở khu vương phủ tỉnh. Nên bà Trần Lệ Hoa đã bước sang tuổi 77, cái tuổi thấp thập cổ lai hy. Vì vậy, từ cuối năm 2017, bà đã sớm lập di chúc để phân chia số tài sản khổng lồ của mình. Điều khiến cho người bất ngờ là nữ tỷ phú họ Trần để lại phần lớn tài sản cho chồng. Cụ thể, theo truyền thông của Trung Quốc, tổng số tiền mà ba người con riêng của bà Trần Lệ Hoa nhận được chỉ là 1 tỷ USD, khoảng hơn 23.000 tỷ đồng, chưa bằng 1/5 khối tài sản khổng lồ của bà. Trong khi đó, toàn bộ phần tiền cả 100.000 tỷ còn lại đều thuộc về Trì Trọng Thụy. Nữ tỷ phú cũng bày tỏ nguyện vọng sau khi bà qua đời, chồng sẽ thay bà quản lý, giám sát chi tiêu của các con. Điều biết dù không được nhắc đến với cương vị chủ chốt trong công ty bất động sản như ba con riêng của vợ, nhưng Trì Trọng Thụy luôn tham dự và đảm trách nhiều hoạt động từ thiện, cứu trợ thiên tai cùng tập đoàn Phú Hoa. Ngoài ra, Đường Tăng luôn sát cánh cùng vợ trong các hoạt động của bảo tàng Thyssen-Nybergs. Với tư cách phó giám đốc bảo tàng và chủ tịch quỹ văn hóa Thyssen-Nybergs, bảo tàng Thyssen-Nybergs chính là tâm huyết của bà Trần Lệ Hoa với mong muốn bảo tồn văn hóa truyền thống. Có lẽ vì chồng cùng chung tâm huyết nguyện vọng với bà và hai người đã sống bên nhau suốt 29 năm mặn nồng, đậm sâu nên bà Trần Lệ Hoa mới quyết định để lại hầu hết khối tài sản khổng lồ cho Trì Trọng Thụy như vậy. Được biết các con của bà Lệ Hoa có bất ngờ hay đố kỵ với cha dượng.
Khi hay tin về bản di chúc của mẹ ruột, Trì Trọng Thụy cũng bất ngờ với quyết định của vợ. Những năm qua, ông chưa từng nghĩ đến vấn đề tài sản khi sống chung với Trần Lệ Hoa. Một nguồn tin cho hay, con trai duy nhất của bà Lệ Hoa cũng đang là tổng giám đốc tập đoàn và hợp tác ăn ý với cha dượng trong việc hỗ trợ mẹ trong công việc kinh doanh bất động sản. Con trai của Trần Lệ Hoa cũng cảm kích trước tấm chân tình mà Trì Trọng Thụy dành cho mẹ suốt gần 30 năm qua. Mối tình vượt qua mọi khoảng cách địa vị. Vào một ngày mùa đông năm 1988, theo lời mời của một người bạn bà Trần Lệ Hoa đến nhà hát Kinh Kịch xem biểu diễn. Khi đó Trần Lệ Hoa đã là CEO của một tập đoàn lớn ở Hồng Kông, tiếng tăm lừng lẫy. Tại đây bà tình cờ gặp Trì Trọng Thụy và nhận ra ngay đó là diễn viên đóng vai Đường Tăng trong Tây Du Ký mà bà vô cùng yêu thích. Thấy hai người có vẻ hợp tính lại đều đang độc thân nên người bạn của họ nảy ra ý định mai mối. Phản ứng đầu tiên của bà Trần Lệ Hoa là xua tay lắc đầu. Không 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 thể nào, cậu ấy nhỏ hơn tôi đến 11 tuổi, không thể nào. Người bạn vẫn không bỏ cuộc, chuyển sang rốt mật vào tai Trì Trọng Thụy, năm đó mới 36 tuổi. Các người bà Trần Lệ Hoa hết lời, khiến cho chàng Đường Tăng mềm lòng chủ động liên lạc và chuyện tình bán rễ. Trần Lệ Hoa bị chinh phục bởi sự trầm ổn chân thành của Trì Trọng Thụy, trong khi đó Trì Trọng Thụy cũng bị cuốn hút bởi sự thông minh sắc sảo và tài năng của Trần Lệ Hoa. Cứ thế, tình cảm của cả hai ngày càng sâu sắc, thế nhưng sự cách biệt về tuổi tác và địa vị đã khiến cho họ gặp phải nhiều lời đồn đại không hay. Hơn nữa Trần Lệ Hoa lại từng có một đời chồng và ba con riêng, điều đó càng khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều đàm tiếu. Một ngày nọ, cặp đôi hẹn hò tại một quán trà, nhưng Trì Trọng Thụy lại có vẻ bồn chồn không vui. Khi Trần Lệ Hoa hỏi sự tình, ông mới nói chuyện của chúng ta đã bị đồn đại khắp nơi rồi. Có kẻ nói anh hám tiền bạc danh lợi nên mới dựa vào phái đàn bà, toàn những lời khó nghe vô cùng. Nghe những lời này của người yêu, Trần Lệ Hoa im lặng không đáp. Không lâu sau bà chủ động tìm đến Trì Trọng Thụy, chân thành ngỏ lời: Trọng Thụy, mình cưới nhau đi, hôn nhân sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Kết hôn rồi thì chúng ta chỉ cần bằng tâm đến những lời lệ khó nghe kia nữa. Thầy trò Đường Tăng hội ngộ mừng trưa bách giới ra tự truyện ở tuổi 74. Ở tuổi 74, Mã Đức Hoa ra mắt tự truyện đầu tay mang tên Ngộ Năng, Chu Long Quản, Lục Tiểu Linh Đồng, Uông Việt, Trì Trọng Thụy đã có mặt chúc mừng đồng nghiệp. Theo Sina, hôm ngày 13 tháng 1, đoàn phim Tây Du Ký 1986 có dịp hội ngộ trong sự kiện ra mắt tự truyện của Mã Đức Hoa. Tại Bắc Kinh, ở tuổi 74, Mã Đức Hoa giới thiệu cuốn sách mang tên Ngộ Năng, tự truyện miêu tả về cuộc sống của Mã Đức Hoa sau khi kết thúc vai Trư Bát Giới. Sau khi dừng phim Tây Du Ký, Mã Đức Hoa tham gia vài phim nhưng không được chú ý. Hồi năm 2016, ông nhận lời đóng Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký, Dám Hỏi Đường Ở Phương Nào, vẫn đảm nhận vai Trư Bát Giới. Đây cũng là bộ phim gần nhất của ông. Không quay cuồng với diễn xuất nhưng Mã Đức Hoa thuộc số ít diễn viên trong Tây Du Ký 1986 có cuộc sống sung túc. Ông luôn tự hào khi có vợ hiền, con ngoan. Nguồn tin cho hay dù không sánh được bằng thế lực bà xã Trần Lệ Hoa của Trì Trọng Thụy, con trai Mã Đức Hoa cũng thuộc hàng có tiếng nói ở Bắc Kinh. Trên có Đường Tăng, Trì Trọng Thụy, dưới là Mã Đức Hoa. Hai người đều một bước thành giàu sang nhờ sự hỗ trợ của người thân, một người trong ngành chia sẻ. Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ là đại ca Trư Bát Giới trên màn ảnh. Ngoài đời ông coi Mã Đức Hoa như người anh lớn, ông nể phục Mã Đức Hoa ở lối sống khiêm nhường. Hình ảnh Đường Tăng, Trì Trọng Thụy và Uông Việt trong Tây Du Ký. Bản phim năm 1986, Uông Việt vào vai Đường Tam Tạng. Đáng tiếc sau đó ông bỏ ngang vai diễn vì bận rộn kế hoạch khác. Vai diễn này sau được giao cho Trì Trọng Thụy và Từ Thiếu Hoa. Trong dàn sao Tây Du Ký 1986, Trì Trọng Thụy là nghệ sĩ có cuộc sống giàu sang nhất. Vợ ông là tỷ phú Trần Lệ Hoa. Bản thân ông đang quản lý bảo tàng gỗ có tiếng ở Bắc Kinh. Khán giả thổn thức khi gặp lại Lục Tiểu Linh Đồng, Tôn Ngộ Không, Uông Việt, Đường Tăng, Mã Đức Hoa, Trương Bát Giới, Lưu Đại Cương, Sa Tăng, Chu Long Quảng, Phật Tổ Như Lai, Trì Trọng Thụy, Đường Tăng. Tại Trung Quốc, Tây Du Ký bản 1986 được phát sóng lại đến 3.000 lần trong 30 năm qua. Những diễn viên trong phim trở thành gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, dàn sao tham gia bản phim kinh điển thừa nhận sự thành công của phim khiến cho họ gặp khó khăn trong sự nghiệp. Các diễn viên không tạo được đột phá mới sau Tây Du Ký.